Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em có hai dòng sản phẩm, đó là hòm bảy lượt ống 60 đời mỏng. Các bạn mua ống nhựa PC loại 60 đời mỏng các bạn nhé. Hồi xưa thì mình sẽ xuyên qua như thế này, nhưng hôm nay công nghệ 4.0 rồi là mình sẽ mua đũa loại rẻ tiền ở ngoài chợ ấy. Các bạn buộc thế này làm que cài để cắm xuống đất. Cái que này thì có tác dụng là để giữ, để cho không nổi ống thôi. Chứ các bạn cắm ngang thế này nó vướng. Các bạn cắm thế này thôi thì nó giữ giữ cái hòm xuống mặt đất như thế này. Đấy. Còn ống mình đang cầm trên tay là ống 60 nhá. Ống 60 sẽ vào hòm 60. Đây là hòm 60 các bạn này. Hàng bên mình là rất là đẹp các bạn nhá. Đấy. 60. Tre già các bạn nhá. Đấy. Và khít luôn các bạn nhé. Đấy, không cần chẹt nhé, luôn nó không đẩy đẩy ra đâu, nó năng lắm. Đấy. Ống nào cũng giống như ống nào, không to không nhỏ các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Là hòm 60 các bạn nhé. Ngoài ra thì có loại 48. 48 thì ống PC nhựa 48 cỡ 4/8. Từ mép này sang mép này là 4/8 các bạn này. Các bạn nhớ mua ống cho chính xác nhé. Không về các bạn mua ống dày là mình không không biết đâu. Đây là hòm 48. Hôm nay thì thả ao, thả ruộng, thả hồ. Lươn 3, 4 lạng. Các bạn vào là nó khít luôn các bạn nhé. Nó khít vào luôn này. Thế này luôn. Các bạn có rảy mấy thì sang nữa nó cũng không ra được. Nó chặt lắm. Các bạn ra phải bạn phải có cái lực mạnh để ra được. Này. Hòm 48 này vào là khít luôn nhé các bạn này, không cần que cài nó khít lắm. Còn que cài thì mình lắp ở ngoài thế này thôi các bạn này. Đấy. Đây là hai sản phẩm mà mình đang kinh doanh, nên anh em có nào có nhu cầu nào thì cứ liên hệ cho mình. Xin chào anh em.